Năm 2022, chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của thần trùng của Nook Studio. Với bối cảnh tại một khu trọ trong thành phố, thì đến năm 2023, chúng ta lại có Cỏ Máu. Mặc dù không tạo được tiếng vang lớn nhưng vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng game thủ Việt, với bối cảnh đậm chất miền Tây dân dã. Và trong năm nay, bọn tôi đã thật sự rất mong chờ sự xuất hiện của Tai Ương cùng câu chuyện về khu chung cư bị ma ám. Nhưng game tới giờ vẫn chưa chính thức được ra mắt, nên sự mong đợi này đành phải dành cho một tựa game khác vậy. Và xin chào, lại là tôi Mọt Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về Đoạt Mệnh, một tựa game mới do Việt Nam sản xuất và chuẩn bị ra mắt vào ngày 28 tháng 2 sắp tới. Trước khi bắt đầu thì hy vọng mọi người có thể dành ra vài phút để like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhà Mọt nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Theo thủ tục cũ thì trước khi tiến hành khen chê bất kỳ tựa game nào, chúng ta vẫn nên biết về nó trước đã. Như tiêu đề của video, tựa game mà Mọt tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay đó chính là Đoạt Mệnh hay Taken Soul, một tựa game thuộc thể loại phiêu lưu kinh dị hành động do Soga Studio chịu trách nhiệm phát hành và chuẩn bị lên kệ trên Steam vào ngày 28 tháng 2 sắp tới. Đồng thời đây cũng là tựa game kinh dị Việt nổ phát súng đầu tiên trong năm 2024. Không giống như những tựa game được tuyên truyền rầm rộ khác, Đoạt Mệnh khá là kín tiếng khi ngày 28 tháng 2 phát hành, mà phải đến ngày 25 tháng 2 Mọt tôi mới biết đến sự tồn tại của nó. Trên trang YouTube của studio thì chỉ có mỗi một video trailer, không hề có demo hay bất kỳ thông tin gì khác. Vậy nên khi quyết định làm một video để ủng hộ hàng Việt, Mọt tôi đã phải đắn đo rất nhiều vì không biết mình phải viết gì hay chém gió như thế nào. Nhưng tựa game này có nhiều thứ để khai thác hơn tôi nghĩ. Đầu tiên chúng ta hãy nói về bối cảnh của trò chơi. Khác với thần trùng, cỏ máu và tai ương, bối cảnh của Đoạt Mệnh là một nơi chẳng còn mấy xa lạ gì với giới trẻ hiện nay, đó chính là Đà Lạt. Nhớ lúc trước, ấn tượng của Mọt tôi với Đà Lạt là một cái gì đó rất thơ mộng, vắng người và huyền bí. Nhưng hiện tại nhắc đến Đà Lạt, Mọt tôi chỉ nghĩ đến được mấy quán cà phê check-in đủ kiểu chứ không còn có cảm giác mờ sương ma mị như ngày xưa nữa. Hồi đó Đà Lạt đầy hoa dã quỳ, còn giờ kéo lên đó chứ toàn gặp quỷ già. À thôi, không có trêu bạn nè. Đà Lạt trong Đoạt Mệnh được xây dựng theo một màu sắc ma mị của năm 2000, như là trong ký ức của tôi. Bạn hiểu cái cảm giác mà hồi đó khi nhắc đến Đà Lạt, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những khu rừng thông vắng người, những căn villa sang trọng bị bỏ hoang, quốc sao mà sương mờ ảo và những ngọn đèo hiểm trở hay không? Chính là thứ cảm giác đó đó. Không chỉ phục dựng lại bầu không khí của Đà Lạt năm 2000, Soga Studio có vẻ như còn phục dựng lại cả những địa điểm tham quan nổi tiếng đã ghi dấu ấn trong lòng biết bao nhiêu người dân Việt, chẳng hạn như Đồi Thông, Hồ Xuân Hương, nhà ga Đà Lạt hay thậm chí là trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Trước mắt không rõ Soga Studio sẽ đưa những bối cảnh này vào trò chơi như thế nào, vì số lượng thực sự khá nhiều cho một tựa game đầu tay. Nếu không làm tốt thì mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ nửa vời. Nhưng mà tôi vẫn sẽ hy vọng và like nhẹ một cái cho studio vì đã có can đảm thực hiện điều đó. Còn chất lượng như thế nào thì chờ đến khi tựa game ra mắt chúng ta cùng nhau thẩm định nha. Lại nói tiếp, hiện tại những gì chúng ta biết về Đoạt Mệnh chỉ có mấy dòng giới thiệu trên Steam và trailer dài vỏn vẹn 47 giây. Mở đầu trailer là cảnh con đường nhỏ xuyên qua rừng thông bạc ngàn của Đà Lạt. Hồ Xuân Hương hiện lên dưới ánh bình minh và làn sương mờ ảo. Một chiếc xe chạy băng băng trên con đường nhỏ, đưa gia đình của nhân vật chính tên Trung đến với thành phố sương mù. Thế nhưng trời bỗng đổ cơn mưa khiến cho tầm nhìn của xe trở nên hạn chế. Đột nhiên ánh chớp lóe lên, bóng một người con gái ập thẳng vào chiếc xe khiến bố Trung là tay lái. Chiếc xe đâm qua giải phân cách rồi lao thẳng xuống rừng thông hai bên đường. Em gái Trung bị văng ra khỏi xe, nhưng cú ngã không quá mạnh nên cô bé vẫn có thể đứng dậy sau vụ tai nạn. Nhưng rồi một thế lực bí ẩn nào đó bỗng xuất hiện trong bóng tối, lao ra bịt miệng cô bé. Màn hình bỗng tối đen như mực, logo game hiện lên với cảnh rừng thông và trailer cũng kết thúc tại đây. Kết hợp hình ảnh trong trailer và thông tin mà nhà sản xuất cung cấp, chúng ta có thể hiểu đại khái cốt truyện của Đoạt Mệnh. Kể về một nhân vật chính tên Trung đang có một chuyến du lịch lên Đà Lạt cùng với gia đình của mình. Nhưng không may trên đường đi, chiếc xe bị mất lái và đâm vào rừng thông do cha Trung nhìn thấy bóng một cô gái lao đầu vào xe. Không rõ cha Trung có xảy ra chuyện gì hay là không, nhưng mẹ Trung và em gái đã mất tích sau vụ việc đó. Thế nên nhiệm vụ của chúng ta trong Đoạt Mệnh là giúp Trung đoàn tụ với mẹ và em gái mình. Suy đoán sơ sơ một chút về nhân vật chính, mà tôi nghĩ nhà của Trung thuộc tầng lớp trung lưu, vì bối cảnh trò chơi đặt vào năm 2000 chứ không phải là hiện tại. Việc cho thuê xe đi du lịch tự túc vẫn chưa được phổ biến, nên chỉ những gia đình giàu có hoặc là dư giả mới có khả năng sở hữu một chiếc xe hơi riêng như thế. Mà nếu đã như vậy thì chắc chẳng có gì lạ nếu nhà sản xuất cho gia đình Trung sở hữu thêm một căn biệt thự trên Đà Lạt nha. Thông thường trong truyện kinh dị, các nhân vật đột nhiên biến mất đều có lý do riêng của nó, có thể họ có liên quan sâu xa gì đó đến thế lực bí ẩn, hoặc do dây mơ rễ má, ân oán tình thù để cháu được chắc chút chích gì đó. Đây gần như là một mô típ kinh điển trong những tựa game kinh dị, nên mà tôi nghĩ Đoạt Mệnh cũng không nằm ngoài lệ đó.
Vì bạn biết rồi đó, nếu chỉ là một vụ bắt cóc của thế lực tâm linh bình thường thì mọi thứ là chán quá, câu chuyện không có đủ plot twist, cũng không có hồi hộp để thu hút người chơi tiếp tục khám phá hay đào sâu hơn vào cốt truyện. Thế nên mà tôi đoán trong quá khứ gia đình hoặc tổ tiên của nhà Trung từng là dân ở Đà Lạt. Chuyến hành trình lần này của Trung lên đây không chỉ để du lịch nghỉ dưỡng mà còn để thăm quê cha đất tổ của mình. Nhưng không may, một thế lực tâm linh có thù với nhà Trung được cầm đầu bởi hồn ma một cô gái trên đường đèo đã xuất hiện và bắt cóc mẹ và em gái của Trung đi mất, buộc Trung phải đánh đổi một thứ gì đó để tìm kiếm họ. Đương nhiên, chúng ta cũng có một giả thuyết khác. Chẳng hạn như đây không phải là lần đầu tiên gia đình của Trung lên Đà Lạt. Có thể trong quá khứ, khi em gái chưa chào đời, cả nhà Trung đã đặt chân lên đây một lần. Trong lần đó, Trung đã gặp một biến cố gì đó không ai rõ, nhưng chính cậu cũng không nhớ về nó. Và rồi sau nhiều năm quay lại, biến cố đó lại bỗng xuất hiện đưa mẹ và em gái của Trung đi, buộc cậu phải tìm kiếm cả hai người bọn họ. Lý do mà bọn tôi cố chấp với việc cho rằng gia đình Trung có mối liên hệ sâu xa với sự mất tích bí ẩn này là vì trong phần giới thiệu trên Steam, nhà sản xuất có nói giải mã những khuất tất đằng sau sự mất tích của mẹ và em gái, chứng tỏ rằng đây không phải là một vụ mất tích bình thường mà còn có ẩn tình nào ở trong đó nữa đó. Nhưng ẩn tình sau câu chuyện đó là gì thì mọi người không biết. Các bạn thử đoán và để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Tôi tin nhiều bạn, nhất là những bạn sống ở Đà Lạt, sẽ có những giả thuyết đặc sắc lắm đó. Giờ thì quay lại với đoạn mệnh nào, vì trailer khá ngắn mà nhà sản xuất cũng lười nhá hài trước, nên thật ra mọi tôi cũng không tìm được thêm manh mối nào về cốt truyện của trò chơi. Có điều mọi tôi lại cảm thấy khá hứng thú với bối cảnh đa dạng ở trong game, không bị gói gọn trên một không gian nhỏ như đồng quê hay nhà thuê. Các địa điểm trong đoạn mệnh bao gồm hết thảy những địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt, và ở mỗi địa điểm nhà sản xuất lại hứa hẹn sẽ có những bí ẩn và trải nghiệm khám phá khác nhau. Điều này khiến cho mọi tôi suy nghĩ, liệu có phải nhà sản xuất đang muốn đưa hết tất cả những câu chuyện ma nổi tiếng ở những địa điểm này vào trò chơi hay không? Vì bạn biết đó, hồi đó khi Đà Lạt còn thương người, bọn tôi hay rỉ tai nhau rằng trên Đà Lạt có nhiều vong hồn lắm. Những địa điểm xuất hiện trong trò chơi như là nhà ma ám, nhà ga cũ, trường đại học sư phạm, hồ Xuân Hương hay đồi thông, ít nhiều đều sẽ có một câu chuyện ma nổi tiếng xoay quanh nó. Thế nên, bọn tôi dám chắc 9 trên 10 nhà sản xuất sẽ khai thác những câu chuyện đó để đưa vào trò chơi. Mà tôi cảm thấy đó là một ý tưởng khá hay, bởi vì ngoài cốt truyện chính chủ đạo của tựa game thì mà tôi còn thích những câu chuyện nhỏ, vụn vặt liên quan đến bối cảnh của trò chơi. Nó tạo cho chúng ta một cảm giác chân thực và gần gũi. Đương nhiên cái nào thì cũng có hai mặt lợi và hại của nó. Việc đưa một câu chuyện ma có thật hoặc quá quen thuộc vào game thì có thể khiến cho những tựa game bị nhàm, vì nó quá quen đến mức ai cũng biết rồi. Nên nếu xử lý không kéo thì nó sẽ từ kinh dị chuyển sang hề cốt ngay. Thế vào đó, việc đưa các câu chuyện phụ vào game cũng phải được cân đối một cách hợp lý. Nếu không chắc chắn, sẽ xuất hiện tình trạng cốt truyện phụ lấn át hoặc làm loãng cốt truyện chính, khiến cho câu chuyện trở nên rời ra và kém thu hút với game thủ. Trước mắt thì vì game chưa ra mắt nên mọi tôi không biết liệu Soga Studio có thể xây dựng một cốt truyện thu hút và thú vị hay không, nên sẽ chưa phán xét vội. Nhưng nếu nhà sản xuất có thể làm tốt điều đó thì đoạt mệnh chắc chắn sẽ là một tựa game đầy hứa hẹn mà bạn nên thử trải nghiệm. Về đồ họa của game thì thành thật với nhau nha. Với game hài nhà làm thì mọi tôi luôn đặt kỳ vọng về đồ họa ở mức thấp nhất. Nói vậy các bạn đừng hiểu lầm là mọi tôi chê đồ họa mình làm xấu hay là gì, chỉ là việc làm game ở Việt Nam là một ngành còn khá mới, nên đa phần các studio đều chưa có kinh nghiệm trong mảng này, nên đòi hỏi một đồ họa đẹp ngút trời mây lát bay cấu hình như là Elden Ring ở game Việt là hơi quá đáng. Nhưng đồ họa của Đoạt Mệnh thì thực sự nằm ngoài kỳ vọng của mọi tôi. Nó sâu đào sâu đớn, sâu ma chê quỷ hờn đến mức cô hồn cũng sợ. À thì khoan, bỏ gạch đá xuống và bình tĩnh đi đã. Với một tựa game kinh dị thì từ xấu không phải lúc nào cũng mang nghĩa tiêu cực đâu. Hình ảnh ở trong đoạn mệnh, nếu nó thẳng theo cảm nhận cá nhân của mọi tôi thì thấy nó không đẹp và chân thực bằng tai ương. Hành động của nhân vật còn hơi cứng, biểu cảm nhân vật thì đơ, mà tạo hình nhân vật thì cũng chẳng được đẹp. Đó, tuy nhiên nếu hỏi mọi tôi có thấy sợ không thì sợ nha, sợ á. Tôi không biết phải nhà sản xuất cố ý hay không mà nhìn cái mặt chị ma khéo tôi còn cảm thấy có thiện cảm hơn cả cô em gái nữa. Bà thử đặt hai cái mặt này lại so sánh với nhau xem cái nào đáng sợ hơn. Đó chứ tôi là tôi nhìn mặt em gái còn nổi da gà hơn chị ma nhiều. Bà này game mà không bắt đi giải cứu khẽ tôi chôn luôn nhỏ em để cho anh đỡ sợ, chứ nhìn cái mặt này là thấy mất ngủ tới nơi rồi đó. Giờ không biết còn tưởng nó là dâu nhi luôn á chứ đùa. Cái mặt có thể do nhà sản xuất cố ý cũng không biết chừng, vì tôi thấy so với hình ảnh trong trailer, vì đồ họa nhân vật ở đoạn phim bên dưới dòng giới thiệu nhìn khác với đẹp lắm. Có điều tôi chẳng hiểu sao tôi có cái cảm giác cái tướng chạy với đồ họa có nét hơi giống với Dead by Daylight với Friday 13th. Chẳng biết có phải nhà sản xuất cố tình gài bẫy câu dần nữa không, nên thôi ta cứ đánh giá mọi thứ qua trailer đã nha. Nếu như đồ họa đẹp như đoạn phim được giới thiệu thì quá tốt rồi, mà nếu không phải thì coi như tất cả chúng ta đều đã được chuẩn bị tinh thần hết rồi anh em nhờ. Trái với nhân vật thì bối cảnh thiên nhiên của trò chơi ngược lại trông khá được, nhìn không chân thực đến mức bị nhầm như là ảnh chụp của tay ương đâu. Nhớ nhất vẫn khá có không khí và chỉnh chu, chứ không đến nỗi nhựa nhựa như mấy món đồ chơi plastic nguyên tem chưa bóc siêu hoặc là bị assess miễn phí từ mấy store trên mạng về.
Mà nhìn hình ảnh thì có vẻ như đoạt mệnh của cô cả với phân cảnh lướt trên nước như đi đạp dịch và hiệu ứng thiên nhiên sáng tối nữa, nên là mọi tôi tạm thời cộng thêm một điểm khuyến khích cho đồ họa vì mấy cái hiệu ứng đó không dễ sơ chút nào. Nhà sản xuất có đưa vào thì chứng tỏ họ cũng cố gắng chăm chút cho các tác phẩm của mình ở mức độ tốt nhất theo khả năng của họ. Còn nếu trải nghiệm mà tệ quá thì sau này mình làm video rap diss sau cũng không muộn. Về phần âm thanh, vì qua trailer thì mọi tôi vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều, nhưng nhà sản xuất hứa hẹn là sẽ có lồng tiếng Việt với những âm thanh rên rỉ của ma quỷ vào để gấp đôi bầu không khí, nên là mọi tôi sẽ tạm chấm 8 điểm, có gì được sao ha. Mọi tôi hoan nghênh cái việc có lồng tiếng như thế vì sẽ làm tăng trải nghiệm của người chơi, nhưng mà cũng hy vọng nhà sản xuất có làm cho tới nha. Nhưng bật lồng tiếng có cảm xúc xí, cũng đừng cho mấy con ma rên rỉ thở hổn hển rồi như phim giáo dục giới tính, vì nếu lồng kiểu đó thì tôi thấy để ma rên nghe khéo còn có cảm xúc hơn. Về gameplay thì nhà sản xuất ghi trên Steam là game sẽ theo kiểu bắn súng góc nhìn thứ ba. Trên phần hình ảnh cũng có cảnh nhân vật cầm súng nã một đám cô hồn đang nhảy disco giật trên mộ. Theo cá nhân mọt thôi thì không ủng hộ hướng đi này cho lắm vì nó không phù hợp với bối cảnh súng ống được kiểm soát chặt chẽ ở nước ta, chứ không tự do tiêu thụ như nước ngoài. Thêm nữa, việc để một nhân vật bình thường cầm súng bắn như thị xã thì nó hơi phi logic. Người nước ngoài lâu lâu móc súng ra đùng đùng thì có thể hiểu, nhưng mà nước mình súng vang lên một cái thì chỉ có ở Hải Phòng thôi, nơi mà người ta hỏi thăm nhau bằng hoa cải, và hai á là trên phim trường. Nên mà nói theo một mà nào đó thì trừ khi bối cảnh đặt trong thời chiến như là đào, phở và piano thì việc xây dựng game kinh dị việc theo kiểu game bắn súng nó cũng không hợp lý cho lắm cả về logic lẫn độ quen thuộc đối với game thủ. Đương nhiên cứ cho là nhà sản xuất làm như vậy để tạo điểm nhấn và game thì khác ngoài đời đi, nhưng mà mọi tôi vẫn có cảm giác hơi kỳ kỳ. Hy vọng là vào game thì Suga Studio sẽ có một lời giải thích thỏa đáng cho vấn đề này, chứ không thì mọi tôi sẽ lấn cấn thế này cả ngày trải nghiệm mất. Và cuối cùng, theo như lời hứa từ nhà sản xuất thì game sẽ có nhiều lựa chọn để cho người chơi tự viết lên cốt truyện của mình. Không biết sẽ có bao nhiêu lựa chọn và bao nhiêu kết thúc, nhưng mà một tôi hy vọng là kết thúc sẽ ra gì bên này nọ. Mà thôi, vì đây là tác phẩm đầu tay của studio, nên ngày mai khi game ra mắt, mọi người hãy cùng một tôi trải nghiệm trong tâm thế chiều nhất nha. Giờ thì trước khi kết thúc video, hy vọng mọi người sẽ nhớ like, share video của nhà mọt. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký luôn nha. Và đừng quên cùng giờ phát sóng của bọn mình là thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.